Dược sĩ Tiến giờ chỉ còn là cái tên, thí sinh The Next Gentleman cưỡi ngựa đi cắt tinh khiến Hương Giang choáng váng. Người ta cưỡi nhìn như bạch mã hoàng tử, Dược sĩ Tiến cưỡi chỉ muốn chôn ngay và luôn. Tiến luôn tự hào là mình là người duy nhất cưỡi ngựa lên thảm đỏ. Đấy nha, bây giờ anh đều cho chú xem này, anh chỉ là một lần duy nhất để chú xem này. Dàn thí sinh ai nấy đều đẹp từ mặt đến body, hội chị em lạc vào là không muốn ra. Hoa Trần được chú ý hơn cả nhưng loạt trai đẹp mới lộ mặt cũng hút mắt không kém. Buổi casting của The Next Gentleman đã chính thức diễn ra với sự tham gia của dàn thí sinh điển trai cùng dàn ban giám khảo, trong đó nổi bật nhất là Dược sĩ Tiến và Hương Giang. Xuất hiện với vẻ ngoài chỉnh chu, cả hai nhanh chóng thu hút hết sự chú ý của ống kính truyền thông. Vậy nhưng, Dược sĩ Tiến và Hương Giang nhanh chóng đánh mất spotlight vào tay một thí sinh cố tình chơi trội. Cụ thể, thí sinh này đã đến buổi casting với một chú ngựa. Anh chàng với vẻ ngoài điển trai, ngồi trên lưng ngựa trông như bạch mã hoàng tử. Hương Giang sau khi phát hiện đã lập tức la lên đầy bất ngờ, còn kéo cả người bạn thân Dược sĩ Tiến ra xem cùng. Dĩ nhiên, thí sinh chơi trội cỡ này cũng là học tập Dược sĩ Tiến mà thôi. Bởi cách đây khá lâu, Dược sĩ Tiến cũng gây chấn động cõi mạng khi xuất hiện trên thảm đỏ với một chú ngựa. Nhưng thay vì mang đến vẻ ngoài phong lưu, cuốn hút cho chủ nhân, thì chú ngựa của Dược sĩ Tiến lại gây ra chuyện dở khóc dở cười vì đi nhẹ ngay trên thảm đỏ. Bên cạnh trai đẹp cưỡi ngựa, biến Dược sĩ Tiến chỉ còn là cái tên, thì dàn thí sinh tham gia casting trong The New Gentleman đều rất chất lượng. Ngoại hình ai nấy đều điển trai 10 điểm không có nhưng, khiến hội chị em đu theo chương trình cũng lạc lối chẳng muốn ra. Trong số các thí sinh, Hóa Trần là cái tên nổi bật nhất. Là người mẫu chuyên nghiệp, Hóa Trần sở hữu ngoại hình điển trai, vóc dáng hoàn hảo cùng body 6 múi. Nhìn chung, Quỳ Hông Hoàn Mỹ năm nay chắc chắn sẽ cạnh tranh rất khốc liệt và là nơi để hội chị em thỏa sức ngắm trai đẹp.